Mẹo phơi cá khô rồi chẳng dám bén mảng tới, lại còn tăng vị ngon nhờ xịt thêm nước này. Cách phơi các loại thức ăn như cá khô, mực khô, như thế nào để vừa giữ được chất lượng thơm ngon, mà vừa tránh được những đàn ruồi khó ưa đang chầu trực để bu vào đồ ăn của bạn. Sau đây mẹo và cuộc sống sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên bằng một mẹo rất đơn giản. Chỉ cần một cái bình xịt và rượu sẽ giúp bạn không còn lo các loại côn trùng bám vào cá khô mực khô nữa hãy khám phá cách làm siêu hay này ngay sau đây cách phơi cá khô và mực khô không bị ruồi bu dụng cụ cần chuẩn bị một bình xịt một ít rượu trắng cách thực hiện cách làm vô cùng đơn giản mà chưa tốn đến vài phút bạn chỉ cần cho rượu trắng vào một chiếc bình xịt sạch sau đó chỉ cần xịt rượu lên một lớp mỏng trên toàn bộ bề mặt của cá hoặc mực khô là được sau khi xịt rượu xong thì bạn hãy đem cá khô, mực khô đi phơi nắng như bình thường. Mùi rượu sẽ giúp đuổi những đàn ruồi cao chạy xa bay và không bao giờ dám bu vào đồ ăn nữa. Ngoài ra, việc xịt rượu lên cá khô sẽ giúp cá giòn hơn khi đem chiên và tăng hương vị thơm ngon hơn cho món ăn đó. Ngoài cá và mực khô thì cách này còn có thể áp dụng cho các món phơi khô khác mà có mùi tanh cũng rất hiệu quả với mẹo phơi cá khô, mực khô rồi không dám mua vào ở bài viết trên, mẹo vặt cuộc sống hy vọng đã giúp bạn bỏ túi. Thêm được một mẹo hay để áp dụng vào cuộc sống thường ngày nhé. Hy vọng video sẽ hữu ích với tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ.